Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Mão. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người tuổi Mão về vận hạn tử vi của mọi người ở trong cái tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Hợi của năm Hợi. Tháng này là tháng Ất Hợi đối với mọi người trong cái năm này. Một cái tháng mà có thể nói là có tam hợp của địa chi trong cái với các người tuổi Mão, đó là Hợi Mão Mùi tam hợp. Mà mọi người đã biết rồi, cái phần mà tam hợp của địa chi thì thường sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái gia đạo tình cảm của mọi người. Như vậy thì nếu với tất cả những người tuổi Mão thì có thể nói là tháng 10 âm lịch của năm 2019 này thì sẽ có nhiều cái điều tích cực, nhiều cái điều vui vẻ của cái việc tình cảm gia đạo của mình, không có phải là gặp buồn phiền. Người tuổi Mão thì tháng 9 âm lịch được lục hợp với tháng, đó là tháng 9 âm lịch là tháng Tuất, thì rõ ràng là người tuổi Mão ở trong tháng 9 cũng không có quá nhiều cái buồn phiền về gia đạo tình cảm. Và tới tháng 10 lại là tháng tam hợp của địa chi, lại tiếp tục có một tháng có thể nói là tốt đẹp về cái phần mà gọi là địa chi gia đạo. Gặp là người tuổi Mão gặp năm Hợi đã là tam hợp địa chi của năm luôn, thì sẽ có, mình có thể nói rằng là người tuổi Mão năm nay vấn đề gia đạo tình cảm sẽ không có quá nhiều cái xung khắc, quá nhiều cái khó chịu. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem là tuổi Mão nào sẽ được lợi lộc nhất ở trong cái tháng Ất Hợi, tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 này. Đầu tiên hết thì mình có thể phải nói đến tới người Quý Mão sinh năm 1963. Người Quý Mão thì là mệnh Kim, như vậy mạng là Kim đồng hàng. Mọi người, Quý Mão là mệnh Kim, thì nếu như vậy thì có thể nói là mạng, xét về trụ mạng, tháng Ất Hợi là tháng Hỏa, như vậy Hỏa nó sẽ khắc Kim, bổn mạng bị tháng tương khắc, sức khỏe và bổn mạng sẽ có nhiều vấn đề xấu, không tốt đẹp, cần cẩn thận nhiều thứ. Có thể là sẽ có tai nạn phạm thân, sẽ có những cái chuyện mà phạm thân nếu như mà mọi người không biết gìn giữ. Thiên can á là chữ Quý và chữ Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là cũng không có vấn đề gì nhiều lắm ở trong công việc làm ăn. Tuy nhiên là nhâm quý thuộc thủy, dập thì thuộc mộc, cho nên có thể nói là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành, cho nên trong công việc không có chống phá nhưng coi chừng hao tài, nhưng mà nhỏ thôi không có lớn. Còn phần địa chi thì như đã nói ở đầu cái video thì là Hợi Mão Mùi là thuộc nhánh tam hợp, tốt cho gia đạo tình cảm, mặt khác còn tương trợ cho các mối quan hệ trong công việc. Thì có thể nói là nếu như gặp khó khăn có thể là có quý nhân, có người giúp đỡ cho mình để mà vượt qua cái khó khăn đó, đó là một cái điều tốt đẹp. Như vậy thì xét về tháng 10, tháng Ất Hợi của năm Kỷ Hợi 2019, đối với người tuổi Quý Mão thì phải cực kỳ cẩn thận bổn mạng của mình với cái mệnh hỏa, cái hỏa của tháng khắc cái kim của cái mạng kim của các anh các chị. Khi mà cái mạng mà bị tương khắc như vậy á, thì cái phúc tinh và tài tinh nó cũng giảm đi cái sự tác dụng của nó, và để cho phá và bại tinh hoàn thành, cho nên có thể nói là cái phần thiên can lại bị sinh xuất, sẽ có gây ra hao tốn. Các anh các chị Quý Mão nhớ cẩn thận. Địa chi thì đã quá tốt đẹp rồi, cũng sẽ giống như tháng 9, có nhiều tốt đẹp hơn. Tiếp đến đó là người Ất Mão sinh năm 1975 với mạng Đại Khê Thủy. Như vậy thì xét về trụ mạng thì với thủy gặp hỏa là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, cho nên là bổn mạng sức khỏe cũng không được tốt đẹp. Như mình đã nói, vốn dĩ những người mà Ất Mão mà nữ mạng thì hay sống chung với bệnh, vốn dĩ không phải là người có thể lực, có tính chất mạnh mẽ như là người tuổi Sửu hoặc là Tuổi Dần, cho nên là yếu. Gặp tháng này mà bị như vậy nữa thì nhớ cẩn thận một tí xíu, coi chừng là bệnh nó trở nặng hoặc là xây xác tay chân. Thiên can
chữ ất với chữ ất thì đồng hàng, cho nên là công việc không gặp khó khăn, có thể nó có dễ sinh tài lộc. Điều này là tốt ha, về dễ sinh tài lộc và mấy chị ất mão thích lắm. Địa chi thì cũng sẽ giống như là tuổi quý mão với mão hợi thuộc cái nhóm tam hợp hợi mão mùi, cho nên là công việc, tình cảm, gia đạo sẽ ổn thỏa và có một phần tương trợ cho công việc. Như vậy thì cũng giống như người quý mão, ất mão cũng chỉ phải cẩn thận cái việc sức khỏe của mình, nhưng mà cái việc sức khỏe của người ất mão sẽ nhẹ nhàng hơn là người quý mão. Bên cạnh đó là chữ ất đồng hàng, cho nên công việc có sinh tài lộc, còn người quý mão thì không được sinh tài lộc mà còn hao đi nữa, cho nên là nhớ cẩn thận. Tiếp tục đó là người đinh mão, sinh năm 1987 với mệnh là lô trung hỏa. Như vậy xét về trụ mạng, hỏa sẽ đồng hàng do là sao, do mệnh hỏa gặp tháng hỏa là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề. Đừng có lo cái gì về tiền sức khỏe. Thiên can chữ đinh chữ ất là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính đinh thì thuộc hỏa, giáp ất thì thuộc mộc, cho nên có thể nói đây là nạp âm ngũ hành tương sinh của thiên can. Như vậy sẽ có tài lộc nhưng không quá lớn, tại vì chỉ đó là nạp âm ngũ hành tương sinh chứ không phải là ngũ hợp. Mà như thiên can được ngũ hợp thì dễ có tài lộc lớn, cho nên là ok. Địa chi mão gặp hợi thì thuộc nhóm tam hợp hợi mão mùi. Tiếp tục là một cái tháng tốt cho gia đạo, tình cảm cũng như tháng chín mình đang trải qua của người tuổi mão. Như vậy thì rõ ràng là người tuổi mão được khá nhiều thuận lợi, với mạng là đồng hàng, thiên can thì được tương sinh ngập âm ngũ hành, địa chi thì được tam hợp. Hy vọng rằng với nhiều cái sự tốt đẹp của cả mạng, thiên can, địa chi như thế này thì người tuổi mão sẽ có được nhiều thành công, có được tiền tài, vốn giống như là cái sách đã viết ra, cái những cái phương pháp ứng dụng mà đã viết ra. Như vậy là mình sẽ rằng rõ ràng là có cái tháng 10 rất là thành công, tốt đẹp về nhiều mặt. Ngon ha. Người tiếp theo của tuổi mão mình muốn chia sẻ đó là người kỷ mão, sinh năm 1999 với mệnh thành đầu thổ. Đây là cái tuổi mão sẽ tốt về sức khỏe nhất ở trong cái tất cả các người tuổi mão ở trong tháng 10. Vì sao? Vì với cái mệnh thổ thì hỏa của tháng sẽ sinh thổ, cho nên bổn mạng sức khỏe được tương sinh. Bổn mạng được tương sinh mà thì tốt cho sức khỏe. Mà khi mà bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh, tài tinh sẽ được phát huy tác dụng tối đa của nó, sáng hơn để hồng đẩy lùi bớt cái sự hung hại của phá và bại tinh. Đặc biệt thì trong cái tháng này thiên can chữ ất của ất hợi sẽ khắc chữ kỷ của kỷ mão này, thì như cho nên là tháng khắc thiên can công việc rất là dễ gặp nhiều điều khó khăn không thuận lợi, dễ lâm vào bế tắc và có thay đổi trong công việc. Phải nói là các em mà kỷ mão là đa phần là những em thí dụ như đúng là nếu đi học đại học thì đang là năm một trong những năm cuối của đại học, đi học cao đẳng rồi kia ra thì công việc nó mới khởi đầu, sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ khó khăn, đôi khi là dễ gặp rồi chống phá, cho nên đừng nản chí. Tháng này cái chuyện mình phải nhịn nhục ở trong công việc là chuyện bình thường, nhớ cẩn thận, đừng để xảy ra mất mát và xảy ra cái việc tai nạn ở trong cái công việc của mình đem đến sự khó khăn. Người kỷ mão phải cần cẩn thận với chữ ắt khắc kỷ ha, dễ lắm và bế tắc lắm. Địa chi thì được hợi mão mùi tam hợp, cũng giống như các tuổi mão khác, sẽ tốt về phần gia đạo và tình cảm, đặc biệt là với nữ mạng của kỷ mão, một trong những cái tuổi mà có cái vẻ bề ngoài rất là thanh tao do nắm thiên can chữ kỷ. Có thể nói là với tháng 10 của người kỷ mão thì phải cực kỳ để ý cái phần công việc của mình ha, chứ nếu không muốn xảy ra cái việc mà đáng tiếc. Người kỷ mão nhớ cẩn thận nha, nhất là các em nam mạng. Người cuối cùng của tuổi mão mình muốn chia sẻ đó là người tân mão, sinh năm 2011
và 1951, mệnh là Tòng Bả Mộc. À thì 2011 thì quá nhỏ, mình sẽ không nói nhiều đến người tuổi Tân Mão đó, thì mình chỉ xét trên mạng thôi. Thì người Tân Mão là mệnh mộc, tháng là tháng hỏa, cho nên có thể nói là bị sinh xuất bổn mạng, đó là mộc sinh hỏa, cho nên là bổn mạng sức khỏe bị suy yếu. À cho nên nhớ cẩn thận, đặc biệt là với các bác nam mạng sinh năm 1951. Thiên can á, thì chữ Tân của Tân Mão sẽ khắc chữ Ất, cho nên là thiên can khắc tháng, công việc khó tránh khỏi những cái điều khó khăn rối rắm. À, làm việc ở cái cơ quan thì cẩn thận bị người chơi xấu, nhưng mà người ở sinh năm 1951 thì mình chắc chung là mình thấy nghĩ là đã nghỉ hưu, không còn làm ở cơ quan hành sự nữa, mà thường nếu mà còn thì chỉ là những người kinh doanh thương mại, thì nhớ rằng coi chừng mình bị chơi xấu, bị những người trong cái công xưởng và những cái người mà đệ tử của mình ha, mình làm chủ mà, thường là kinh doanh thương mại thôi chứ còn không thể không đi làm công được nữa, thì cẩn thận cái việc mà bị người ta chơi xấu, gây ra hao tốn tiền tài, đó là cái điều mà cần cẩn thận. Tuy nhiên với hợi mão mùi tam hợp của địa chi thì sẽ phần nào cứu giãn lại được cái việc mình không được tốt đẹp ở trong cả bổn mạng lẫn công việc, vì là mình có tam hợp mà, thì gia đạo vui vẻ. Đối với cái người mà ở cái ngưỡng cửa dưỡng già này, thì cái việc gia đạo vui vẻ, không có buồn phiền, không có chống phá ở trong gia đình, đặc biệt là đối với các bác nữ mạng, thì thật sự là một điều rất là tốt đẹp, đúng không? Như vậy là mình đã tổng hợp và chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả mọi người. Một tháng hợi của năm hợi là được ha. Người tuổi Mão sẽ được tam hợp cả tháng lẫn năm, thì hy vọng rằng với tam hợp của cả tháng lẫn năm sẽ phần nào lấn nhạt đi cái việc không tốt đẹp ở trong công việc của người Kỷ Mão, và không tốt đẹp ở trong cái bổn mạng của người Quý Mão, để đem đến những cái điều may mắn tích cực hơn cho mọi người. Mọi người tuổi Mão xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Mão khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống hoặc là anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.